đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật quyết đâu em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rủ năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măn ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm.
toàn thể quý vị lời tiên chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trời đã định xe duyên đôi lứa, trong con người em lựa chọn anh là duyên, là nợ em đều, tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 1 2023, nhằm ngày 17 tháng chạp năm Nhâm Dần, chú Thiến Tư Ký có tổ chức lễ du quy cho con là Quỳnh Như sánh duyên cùng với Văn Bình. Hôm nay cũng là đêm nhóm họ, gia đình có mời bạn bè thân hữu gần xa đến chung vui đêm nhóm họ. Bên cạnh gia đình cũng có tổ chức chương trình văn nghệ để chúc mừng cho Quỳnh Như, Văn Bình được hạnh phúc. Với tinh thần cả nhà đã dừng thì bây giờ cũng xin mời quý vị nào có tinh thần văn nghệ hãy đem tiếng hát lời ca đến góp vui cùng với chúng tôi. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu thêm được nữa, chương trình văn nghệ với chủ đề tình yêu hôn nhân hạnh phúc do âm thanh hồn nhớ thực hiện xin được hòa phép. Ở trong thời gian chờ đợi quý vị đánh giao lưu thì mình nhiều sẽ là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không say, nhưng nào say ánh mắt của em thu nhẹ bay, làm người ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Cô tư một nhìn vầng mâu, cùng anh đi đến mặt đầu. Mỗi sáng yên bình tôi thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Linh đinh dư đời sống xô, chẳng phải lo có anh rồi, dù cho nước cháy đã mồ. Nắm tay em đi qua màn mưa, ở đâu anh không đón đưa. Cho dù thời gian già nữa, vẫn yêu em như ngày xưa. Lúa kia đã đâu bông, mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng. Để mà lòng trong bóng cưới luôn được không? Trong sắp sinh bên hồ nhà trai, đời nhà gái đưa em bước qua. Cha mẹ cùng nâng rượu vui, chúc cho ta duyên thành đôi. Bà con xa đều khen nâng đỡ, gái trai xinh đẹp đôi. Gái của Bến Tre có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé về quê em rừng dừa xanh bát ngát. Con gái Bến Tre dịu dàng lại chất phác, phải ấy nhau rồi thưa ba má mình cưới luôn. Lời em nói đâu phải là nói suông, cưới em rồi chắc chắn anh không khổ, xin cho anh một thằng cô tí đầu lòng. Anh không khổ thôi, anh đừng có nói sai dòng, chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau tắt cạn biển đông. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không.
ai cũng thấy. Cô ba càng chén chú bảy thì nâng ly, chúc cho đôi trai gái tâm đầu và hợp ý. Hạnh phúc nào hơn khi về chung một nhà, có ngày nào đẹp bằng ngày cưới đôi ta. Tay em cầm hoa còn tay anh trao nhẫn, cúi đầu ba má gật đầu với ông bà. Em thấy đó, anh nói có sai đâu. Em thật xinh khi em làm cô dâu. Em bước đến khiến anh như mơ mộng, má đỏ môi hồng gọi anh là chồng. Ngày đám cưới đôi ta em bước lên xe hoa, về bên anh hứa yêu em tới già. Lời chúc phúc trăm năm trao duyên ta thấm nồng, hai trái tim vàng có ta và có nàng. Nếu em bằng lòng anh cưới em được không, hò hàng hai bên từng ngày trong ngóng. Về nên chuyện tình tô thắm thêm màu son, bao phiền trên mi giờ đây cũng chẳng còn. Nếu em bằng lòng thì anh cưới em thiệt nha, về nhà mình trồng rau, bên hồ mình nuôi thêm cá. Hai bên bà con cô bác nói em sao thật xinh, ngày về bên anh hoa pháo dâng linh đinh. Anh nắm tay nàng niềm vui ngập tràn rộn ràng trong tiếng ca hòa vang. Nếu em bằng lòng anh cưới em được không, được không, họ hàng hai bên từng ngày trong ngóng. Về nên chuyện tình tô thắm thêm màu son, bao phiền trên mi giờ đây cũng chẳng còn. Nếu em bằng lòng thì anh cưới em thiệt nha, về nhà mình trồng rau, bên hồ mình nuôi thêm cá. Hai bên bà con cô bác nói em sao thật xinh, ngày về bên anh hoa pháo dâng linh đinh. Anh nắm tay nàng niềm vui ngập tràn rộn ràng trong tiếng ca hòa vang. Hôm nay tức là ngày đại tăng khoa của
Vâng, kính thưa quý vị, thay mặt tôi cho đề nghị hướng dẫn nghi thức nghi lễ của Đô Văn Bẻ, đó là tình yêu như thánh viên cùng thân lời. Kính thưa quý vị, trong các hoạt động bắt đường hôm nay này, thì thật sự từ trưa hôm nay là cái hoạt động thật sự cũng có thành thật. Thật sự hôm nay được hai họ để lấy lễ giải đắp xây dành hạnh phúc cho con vật. Thì chúng tôi được xin phép hướng dẫn nghi thức dành nghi lễ do có sáu phần vật. Nhưng mà thời đại hiện nay thì bây giờ chúng ta sắp phật thì sẽ có phần lớn, tức là 7 phần. Kính thưa quý vị, phần thứ nhất chính là cha mẹ trước tuần thời là cha tiên để cầu nguyện cho con mình sau này đại thừa được trăm năm hạnh phúc lắm. Và cái gì chú lễ bái lễ từ đường phần thứ ba tỉnh lễ ngôi tam bảo, phần thứ tư tức là tỉnh lễ trong họ, còn phần thay đời tức là nhiệm vụ cho tổ tiên ông bà, có thể là tổ tiên ông bà thành đường được. Còn lại phần thay đời tức là ông bà nội ông bà ngoại, sau đó là ơn san sẻ dưỡng dục và chú bác cô cậu những gì giảm thị không có những hướng của nhiều đời đời dân thiên để chứng kiến được tất cả tham gia cho chàng có tay được mà vỗ tay thôi. Bướm vàng nó đậu cành qua mái vàng, mái vàng đón mùa xuân sang, là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ xe nói duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chí hồng. Mừng dâu rể bắt đầu trong năm. Cao cao bà Nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa. Tình em nấn na xinh xinh, duyên đôi ta khi mai khoe sắc đón xuân, là ngày hai đứa đem duyên bên nhau. Kìa xem đôi cánh bướm vàng nó đậu cành qua mái vàng, mái vàng đón mùa xuân sang, là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ xe nói duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chí hồng. Chí hồng thiêu phụng thiêu lông, thiêu màu áo cưới thấm duyên đôi mình. Ông tơ ông xe duyên ta, bà Nguyệt cũng khen hay hay. Bông ra, bông ra. Vâng, xin cảm ơn quý vị và quý vị đã tạo được rất tiếp tiếp còn lại phần thay đổi chúng tôi quý vị có thể nói rồi hai bà cùng ly nhắm miếng rượu cho cháu đi cùng ly một rồi
Rồi bây giờ mời hai bà có lời chúc gì cho cháu không? Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nhé. Rồi vỗ tay quý vị ơi. Rồi mời hai bà. Chúc chúc. Chú ơi, nhìn chút chú ơi. Ông bà ngoại đó con. Ông ngoại không cho hết. Rồi đứng gì sáng hay sáng? Ông ngoại chúc cháu ông ngoại được các con bạn là cầu thân thêm con trai, cầu thân thêm con gái, ông ngoại học được. Vậy chú ơi. 1, 2, 3 nè cũng đi. Rồi đứng dậy xá hai xá anh Bình ơi. Rồi tiếp tục chú ơi. Đâu đi. Lên bà Tám ơi. Rồi đứng dậy xá hai xá anh Bình ơi. Gì hả? Hai xá. Rồi xong. Rồi chú tiếp nhận một tay thôi. Nhìn lên luôn tiếp đi. 1, 2, 3 Rồi đứng dậy sáng hai tay. Rồi xong. Bây giờ là thầm chú giải làm lễ ông bà có giảng rồi đã xong ông bà hiện tiền với phần cha mẹ đã xong không? Bây giờ cái cô xin đại diện gọi là trai xin chú chân này. Cái này là 2 triệu. Con nhà người ta đi tay bé tay bông sập sình nghiêng nghe em đâu có khoe nhanh lúc mình nhẹ giấc như là em luôn á bờ lao xanh mà tình em cũng xanh anh đời có thích thì hốt em về nhanh nhanh đừng tìm đâu xa em đây vẫn chưa có người yêu vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời sống trên làng bên còn ai đang độc thân môi hồng cho anh mừng đất anh trong củ khoai nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai bằng chân năm ngón xinh ngoan em đi trong nắng chang chang anh trông sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai làng là anh chứ không ai chồng em trong tương lai mù u có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài ơi em cô gái bông đào em ưng anh kết ruột hồng pháo hoa anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền tây quê mình sập có khoe nhanh lúc mình nhẹ giấc như là em luôn á bờ lo xanh mà tình em cũng xanh anh đời có thích thì hốt em về nhanh nhanh đừng tìm đâu xa em đây vẫn chưa có người yêu vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời sống trên làng bên còn ai đang độc thân vào khi qua nhà em cho má ba em mừng khuya
bà thương má chuyện của chúng ta. Giờ chỉ cần em gật đầu đồng ý dầu sang phú quý không hứa à nhè. Chỉ có sẵn đây một thằng rể quý không hề gái gấu hút thuốc và men. Anh 30 thì em cũng 23 rồi, chân chờ gì nữa tính chuyện mình đi thôi. Kiếm ông thầy nào chọn ngày hay hay dẫn hai bà má cùng với mình đi coi. Thương em thì trên đời ai bằng anh đâu, chuyện giặt giũ cơm nước anh lo hết. Dù mệt mỏi kiếm tiền phải tranh nhau, nhưng mà bước về nhà thấy em vui như tết.
chợ quẳng lòng than, mấy sớm cũng lội mấy ngàn cũng qua, yêu nhau tận ngày đường xa, đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều. Kính thưa quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau thời gian tìm hiểu quen biết nhau, Quỳnh Như, Văn Bình đã tìm được hạnh phúc để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Kính thưa quý vị, ngày lễ Du Quy hôm nay chính là minh chứng của tình yêu đó. Ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị cùng bước về sân khấu để chứng kiến nghi thức lễ Du Quy sẽ được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 9 tháng 1 2023, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ông Trương Văn, Trương Vĩnh Ký, bà Nguyễn Thị Thủy cùng ngụ xã Minh Lộc, huyện An Phú kết thông gia cùng với ông Nguyễn Văn Lâm, bà Nguyễn Thúy Điểm cùng ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Hôm nay cũng là ngày lành thân tốt, đôi bên tham gia tổ chức lễ Du Quy cho Quỳnh Như sánh duyên cùng với Văn Bình. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, được sự thống nhất của chính quyền địa phương cũng như sự nhất trí cao của hai bên tham gia. Quỳnh Như, Văn Bình đã đưa con Quỳnh Đình về gặp bến bờ hạnh phúc nữa rồi. Giờ đây, với sự hiện diện của quan viên hai họ, tôi xin được phép trân trọng giới thiệu và kính mời chủ hôn nhà gái là ông Trương Vĩnh Ký, bà Nguyễn Thị Thủy, là song thân của cô dâu Quỳnh Như, bước lên sân khấu. Xin mời chủ hôn nhà gái đứng bên góc trái sân khấu. Và tiếp sau đây xin mời quý vị dành cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón chủ hôn nhà trai là ông Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Thị Điểm, là song thân của chú rể Văn Bình. Bước lên sân khấu. Chủ hôn với họ cùng với cô dâu và chú rể. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã chút thời gian đến đây cho buổi buổi tiệc hôm nay. Chúc cho toàn thể quý vị những buổi tiệc thật ngon miệng. Chúc quý vị có được nhiều sức khỏe, nhiều giàu cho đây hạnh phúc. Chụp lại nha. Tiếp sau đây xin mời cô dâu và chú rể tiến đến bàn tiệc riêng của ban tổ chức rót rượu sâm banh khai tiệc lễ Du Quy hôm nay. Làm sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay. Yeah, má bê mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân, giống như ba của tôi mà. Tìm mãi mới gặp được anh mà, chúng ta quen nhau lâu rồi cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi, giống như bao lời anh hứa. Giấu mọi người làm chi nữa, người già vợ không quen em để em phải đau buồn hả. Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi, để khi hai vạch mới cưới khôn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi, vì em thương nên mới thế, anh có ra sao vẫn về. Cưới đi thôi anh ơi. Đầu tiên chữ hiếu phần mẹ còn hai ta.
cứu hỏa nạn. Vậy là hai chiếc tay sứ vàng nắm tay chở về bàn tay của mình. Hai nắm tay chở về bàn tay của mình. Hai sư nắm tay rồi đi về bàn tay của mình. Rồi sau đó tới ra bài xuôi. Rồi đồng đi uống rượu. Rồi xin mời cô dâu chú rể tiến hành nghi thức uống rượu nha voi. Cả hai đứng dưới sư phụ. Xin mời một chậu tay dành cho cô dâu và chú rể nha. Rồi xin mời cả hai đặt cái bì xuống. Yêu xem một cuốn truyện hay tiếng chim hót đồng này. Và yêu biệt và lại lưng tiếp nhau. Rồi các nhà ấn lên một cái. Và tôi cũng yêu em. Lần chạm nhất là một lần thương. Rồi xin dưới một cái. Xin dưới xin bên dưới một cái. Lần chạm ra cả hai cùng nâng hai chiếc mũ lên. Quý vị ơi, được thắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Tự nhiên những câu nói thành thật. Nào cô dâu, hai tay cô dâu gác lên vai chú rể. Rồi khi nào em xin đếm dứt số ba mình cùng hôn nha. Quý vị ơi, hồi sớm thì gì cũng có nghe Văn Bình nói thế này. Khi mới yêu nhau hôn nhau một cái mà sao thẹn thùng. Hôm nay thành vợ thành chồng, cho anh hôn đủ một phút cho lòng thỏa mong. Mà gì cũng có nghe ông nhiếp ảnh tiêu chuẩn nói thế này. Hôn má bên phải là xanh con trai, mà hôn má bên trái là xanh con gái. Hôn ở môi là xanh cả trai lẫn gái. Như vậy chú rể muốn hôn ở vị trí nào ạ? Ở môi. Chú rể không biết hôn môi. Xin mời quý vị hãy cùng ngưỡng mắt về sân khấu khi chứng kiến cô dâu chú rể hôn nhau. Dành cho một chậu bóng tay thật lớn nha. Xin mời. Một, hai, ba. Rồi xin chào sân khấu nha. Cứ hôn mãi, hôn mãi luôn. Khi nào mà nhạc nhất, được dừng nha. Và phần trao nụ hôn của cô dâu chú rể ở đây. Con gái là con gái rồi, đây là phi vụ cả trăm ngàn tỷ. Xin lễ cũng chẳng có gì, một chai rượu mừng một tấn vàng y. Em ơi mình cửa nhau đi. Kể từ cái ngày xét đánh không chết thì anh đã kết lấy em về nhà. Chút sợ vậy luôn cho bất công cơ. Ngày mà em va vào kịp lời anh, phá tan cô đơn và đã không đo là em đã nợ cả đời. Kiếp nợ thằng cu tí. Mình cửa nhau đi. Má bè mẹ anh bao giờ chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Quan tâm thế cho nhai giờ tính xa.
tối tối, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để giúp em về mỗi tối, nằm cạnh bên em để kêu em vợ ơi.
đâu là bao, nào đó được đâu lòng người ta. Ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ. Bỏ lại sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đường buồn. Thầy mẹ một hai ba rồi hai ba cái nội dần xuống rồi lắm nữa nó nhắm mắt rồi rồi hai ba như ơi giờ cầm lại đi nha nhắm mắt rồi bà đậu cho anh hiểu nghe hai đứa. Cũng hay đâu. Cũng hay đâu, cô gì? Cô đâu?
nhiêu nè? Tao lớn lên đây. 3 triệu. À, dài. 3 triệu. Rồi, cố cậu. Sao lưng đi cậu. Có nhiêu nè, cậu nè. Cũng sống tùy sống, làm sao mà chồng chưa đổ bên, biết nơi nào đục trong. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ sau lưng. Bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn, thời mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời